Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thích Trân Quang, sản phẩm của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Ngày 29 tháng 6, blog Trân Văn trên VOA Tiếng Việt bình luận xây dựng chủ nghĩa xã hội và những sản phẩm như Thích Trân Quang Tác giả đánh giá chuyện ông Vương Tấn Việt, pháp danh là Thích Trân Quang đột nhiên trở thành tiến sĩ chuyên ngành hiến pháp và hành chính Với nhiều yếu tố bất thường, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định trong đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo phải lên tiếng yêu cầu Đại học Luật Hà Nội báo cáo. Thật ra không quan trọng bằng việc các giáo sư tiến sĩ và phó giáo sư tiến sĩ đang tham gia đào tạo đội ngũ luật gia của Việt Nam, đồng thanh hoang hô ý tưởng, biến nghĩa vụ thành điều kiện, khoát nghĩa vụ lên vai con người, buộc họ thực thi nghĩa vụ trước khi muốn hưởng các quyền căn bản, vốn đã được nhân loại, trong đó có cả Việt Nam công nhận là đương nhiên. Và đây là hình bài trên blog Trân Văn VOA. Tác giả Mỹ Mai, từ sau Thế chiến thứ hai đến nay, dường như Việt Nam là quốc gia duy nhất mà một tập thể được xem như tinh hoa của giới nghiên cứu, đào tạo luật gia, cùng bày tỏ sự tâm đắc với ý tưởng, phải có tuyên ngôn toàn cầu về nghĩa vụ con người nhằm dùng tuyên ngôn đó như đối trọng với pháp luật quốc tế và nhân quyền. Tác giả nhận xét, trong khi tuyên ngôn quốc tế nhân quyền thúc đẩy các chính phủ và cộng đồng xem việc được sống, được mưu cầu hạnh phúc, được tự do bày tỏ chính kiến, được đối xử bình đẳng, bất kể chủng tộc, tôn giáo, giới tính, các dân tộc có quyền tự định đoạt thể chế chính trị và theo đuổi đường hướng phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa là những quyền tất nhiên, vô điều kiện, không thể tức bỏ vì bất kỳ lý do nào. Thì ý tưởng của ông Vương Tấn Việt muốn xác lập các nghĩa vụ, buộc phải chu toàn những nghĩa vụ ấy trước khi muốn hưởng các quyền căn bản của một con người, được hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ khen là tuyệt. Tác giả cho biết 100% thành viên của hội đồng vừa kể không chỉ nhất trí với việc Ông Việt xứng đáng là tiến sĩ luật bởi ông chỉ ra được những điểm hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong pháp luật về nghĩa vụ con người, mà còn khen ngợi ý tưởng nên soạn tuyên ngôn toàn cầu về nghĩa vụ con người là đột phá, táo bạo. Và đây là hình thượng tỏa thích Trần Quang. Đồng thời, hội đồng trên cũng khẳng định, việc xác lập áp đặt nghĩa vụ lên các quyền đương nhiên của một cá nhân là có giá trị nhân văn vượt khỏi khuôn khổ nghiên cứu thuần tí lý luận và luật học về nghĩa vụ con người và là cơ sở để rút ra những nhận định có giá trị để đưa ra các đề xuất hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ con người trong pháp luật Việt Nam. Tác giả cũng cho biết, gần đây khi công chúng bắt đầu chú ý đến luận án của ông Việt, video clip ghi lại buổi bảo vệ luận án của ông Việt trên YouTube đã được chuyển sang trạng thái riêng tư, không cho tham khảo nữa. Tương tự, bộ phận quản trị website của Chùa Phật Quang, nơi ông Việt làm chủ trì, mới đưa trang web vào tình trạng bảo trì, không cho thiên hạ truy cập nữa. Theo tác giả, Đại học luật Hà Nội, nơi đỡ đầu, tạo ra và đưa tiến sĩ Vương Tấn Việt vào học giới cũng đang vất vả chống đỡ dư luận. Song phương thức chống đỡ mang sắc thái riêng của một nhà nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thay vì tham gia tranh luận để phân định đúng sai về học thuật, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Đoan, giảng viên cao cấp của Đại học luật Hà Nội, người hướng dẫn ông Việt thực hiện luận văn tiến sĩ đã cảnh báo công chúng thế này. Các Facebooker hãy thận trọng và cân nhắc kỹ khi bình luận, không xúc phạm đến danh dự của tổ chức, cá nhân. Đừng tự đưa mình vào trạng thái như Nguyễn Phương Hằng, bà chủ của công ty Đại Nam. Tác giả kết luận, không phải tự nhiên mà nhiều người cùng cho rằng Phật giáo tại Việt Nam đang trong giai đoạn đáng ngại, tới mức chưa bao giờ như bây giờ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thích chân Quang, sản phẩm của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Mua máy bay chở khách của Trung Quốc, vì sao Việt Nam Airlines cố đâm đầu vào chỗ chết? Gần đây, truyền thông quốc tế đưa tin Trung Quốc đang tích cực tiếp thị máy bay chở khách C919 do tập đoàn Comac sản xuất ra thị trường quốc tế, với hy vọng sẽ cạnh tranh được với những gã khổng lồ như Boeing và Airbus. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn còn phải trải qua các bước để được chứng nhận quốc tế, điều đó khiến cho các hãng hàng không trên thế giới tỏ ra hết sức thận trọng. Và đây là hình bản tin trên Vietstock về việc Việt Nam Airlines muốn mua máy bay C919 của Trung Quốc. Cổng thông tin tài chính chứng khoán Vietstock ngày 28 tháng 6 đưa tin, thiếu hụt tàu bay trầm trọng, Việt Nam Airlines để mắt tới dòng máy bay C919 của Trung Quốc. Bản tin cho biết, tại cuộc họp thường niên diễn ra vào ngày 21 tháng 6, ông Lê Hồng Hà, tổng giám đốc Việt Nam Airlines cho biết, hãng này đang tìm các giải pháp để khắc phục vấn đề thiếu hụt máy bay nghiêm trọng. Trong đó có cả phương án sẽ xem xét dòng máy bay C919 của Trung Quốc để thay thế. Thông tin hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines đang xem xét khả năng sẽ sử dụng máy bay chở khách do Trung Quốc sản xuất, đã khiến mạng xã hội của người Việt nổi sóng. Đa số các ý kiến bày tỏ sự lo ngại và cho rằng đó là một chủ trương hết sức sai lầm bởi liên quan đến tài sản và tính mạng của hành khách. Nhiều ý kiến cho rằng hàng hóa do Trung Quốc sản xuất phần lớn không đảm bảo chất lượng, dùng một thời gian ngắn là hư hỏng. Bài học xe máy Trung Quốc, web tàu đã để lại một nỗi ám ảnh không thể quên đối với người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn đó đồ gia dụng Made in China khi đã bị hỏng thì có thể bỏ đi, chứ máy bay Trung Quốc mà trục trặc chắc chắn là bỏ mạng. Báo tin tức phụ bản của thông tấn xã Việt Nam ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong bản tin Trung Quốc, máy bay nội địa đầu tiên C-919 gặp sự cố động cơ khi bay thử nghiệm đã dẫn tin từ Asian Times cho biết. Máy bay chở khách C-919 do Trung Quốc tự phát triển đã gặp sự cố trong một chuyến bay thử nghiệm trước khi đi vào hoạt động thương mại dự kiến vào cuối tháng 2 năm 2023. Đây là loại máy bay chở khách thân hẹp C919 được phát triển bởi tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc Comac có trụ sở tại Thượng Hải nhằm mục đích cuối cùng là cạnh tranh với Airbus A320 của Pháp và Boeing 737 của Mỹ. Và đây là hình máy bay nội địa đầu tiên C919 gặp sự cố động cơ khi bay thử nghiệm chuyến bay thử nghiệm của hãng hàng không China Astor Airlines với máy bay C919 đã cất cánh tại sân bay quốc tế Hồng Kiều ở Thượng Hải lúc 9 giờ 45 sáng ngày 1 tháng 2 năm 2023 và dự định hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào khoảng giữa trưa cùng ngày. Tuy nhiên, do một trong các động cơ của máy bay C919 trong khi hạ cánh không mở được bộ đảo ngược lực đẩy vốn được thiết kế để làm chậm máy bay, đã khiến hành trình của máy bay thử nghiệm dự kiến đến hợp phì phải hủy bỏ và máy bay quay trở lại Thượng Hải. Được biết, cuộc điều tra ban đầu của giới chức an toàn ngành hàng không Trung Quốc đã đổ lỗi để lấp liếm khi cho rằng sự cố là do một số vấn đề ở các bộ phận sản xuất có nguồn gốc nước ngoài. Theo giới chuyên gia, truyền thông nhà nước Trung Quốc từng ca ngợi sự ra đời của máy bay C-919 là một cục mốc quan trọng đối với ngành hàng không dân dụng Trung Quốc. Trung Quốc tự cho rằng nước này có khả năng chế tạo lắp ráp các máy bay chở khách với giá thấp hơn để có thể cạnh tranh với các loại máy bay của Boeing và Airbus. Nhưng sự cố của máy bay C919 trong chuyến bay thử nghiệm đã cho thấy trình độ công nghệ của Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm. Trên thực tế, tập đoàn Trung Quốc COMAC chỉ phát triển chủ yếu lớp vỏ của máy bay China 919 theo mẫu mã của Boeing 737 Max của Mỹ và Airbus A320neo của Pháp. Các chi tiết quan trọng nhất như động cơ phản lực hệ thống điện tử hàng không và nhiều bộ phận khác vẫn là của phương Tây sản xuất và chế tạo. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. China Austin Airlines, hãng hàng không lớn thứ hai ở Trung Quốc và là hãng đầu tiên nhận loại máy bay chở khách C-919 Made in China, lập tức đã phải loại bỏ loại máy bay này và thay thế bằng máy bay Airbus A320 của Pháp. Công luận thấy rằng Trung Quốc là ông trùm trong vấn đề đưa hối lộ cho các quan chức Việt Nam trong các hợp đồng kinh tế. Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh và Hà Đông là một ví dụ điển hình. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh từng khẳng định với đài Á Châu tự do rằng họ sẵn sàng hối lộ từ 25 đến 30% bằng tiền mặt cho các đối tác. Ông Lê Hồng Hà, tổng giám đốc và lãnh đạo Việt Nam Airlines cũng như Thủ tướng Phạm Minh Chính có biết vấn nạn đó khi có quan hệ kinh tế với Trung Quốc hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Mua máy bay chở khách của Trung Quốc vì sao Việt Nam Airlines cố đâm đầu vào chỗ chết. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.